Tết của các bạn đến đâu rồi? Còn của chúng tôi thì càng những ngày cuối năm này sẽ càng bận rộn hơn. Nhưng ngày hôm nay chúng tôi đi treo tranh ở Thủy Nguyên của Hải Phòng. Mà thực sự là chúng tôi phải đi từ rất sớm để mong muốn là thoát ra khỏi cái việc tắc đường của Hà Nội những cái ngày cuối năm. Và đến nhà bác khách thì mới thật sự là ối giời ơi. Bởi vì nhà bác ấy là quá to và quá đẹp, gần như là nhất của làng luôn. Chỉ có mỗi tội là cái cầu thang lên trên tầng 2 thì lại rất là bé. Cho nên là để mà khiêng cái tranh to như này thì nó sẽ một là không vừa và hai là rất là nguy hiểm nếu mà khiêng bằng tay. Nên là anh em tính cái phương án là thôi gọi cái xe cẩu cho nó chắc ăn. Và 20 phút sau thì xe cẩu đã tới nơi và đưa bức tranh nặng cả 2 tạ lên trên tầng 2 một cách rất là ngon lành. Thì chỉ có vất vả một chút khi mà anh em phải trèo lên trên mái để lùa cái bức tranh này qua cái mái hiên. Rồi sau đó là sẽ khiêng tay vào trong cái gian nhà chính. Đấy, và các bạn nhìn thấy là trong cái gian nhà chính một thoáng cái nét đồ gỗ cũng như là các cái tác phẩm trưng bày thì các bạn đã nhìn thấy được một cái sự lấp lánh của cái không gian nhà cổ rất là đẹp đúng không? Và các bạn rất tò mò muốn biết làm thế nào để chúng tôi có thể đưa bức tranh nặng 2 tạ này lên trên tường một cách rất là ngon lành không? Hãy cùng chờ clip tiếp theo nhé.